Trong 3 tháng đầu năm nay, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt trên 10.000 tỷ đồng, đạt 31% so với dự toán. Trong đó, thu ngân sách tháng 3 ước đạt 1.600 tỷ đồng, quý 1 năm 2024, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 10.000 tỷ đồng, tăng trên 56% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa trên 9.000 tỷ đồng, đạt 31,4% so với dự toán. Thuế xuất nhập khẩu trên 1.000 tỷ đồng, đạt 26% dự toán. Một số khoản thu nội địa như sau. Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài gần 9.000 tỷ đồng, đạt 35%. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh gần 4.600 tỷ đồng, đạt 76%. Thuế thu nhập cá nhân 500 tỷ đồng, tăng 37%. Đến ngày 31 tháng 3, Cục Thuế tỉnh đã hoàn thành 100% các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng.